Vượt qua những mặc cảm về đôi chân khuyết tật, chị Nguyễn Thị Yến đã kết hôn cùng anh Nguyễn Trung Kiên và sinh ra cậu con trai Trung Minh. Suốt hơn 10 năm qua, gia đình nhỏ đã cùng nhau đồng hành, vun đắp tình yêu thương. Và cứ mỗi dịp cuối tuần, họ lại vượt qua hơn 30 cây số từ Bắc Ninh sang Hà Nội để tham gia hợp xướng đa dạng, nơi mà cả gia đình được thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình. Xin chào hai MC, xin chào khán giả của chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp. Mình là Yến, mình đến từ Bắc Ninh. Và mình gặp anh Kiên trong hoàn cảnh thế nào nhỉ? mình là một người khuyết tật. Khi mà được 1 tuổi thì mình có một cái cơn sốt virus bại liệt và nó để lại di chứng. Và anh Kiên thì là một tình nguyện viên ở nhóm Ước Mơ Xanh do anh Trịnh Công Thanh là người sáng lập. Và cái nhóm đó thì gồm có cả người bình thường lẫn người khuyết tật, chuyên kết nối những người khuyết tật lại với nhau này. Rồi nhóm đó là nhóm tình nguyện, hay đi tặng quà ở những cái trung tâm mà còn gặp nhiều khó khăn ấy. Thì anh Kiên là một tình nguyện viên ở đó. Thì hôm đó thì anh cùng với nhóm Ước Mơ Xanh để đến một cái trại phong ở Bắc Ninh, là quê mình, để tặng quà cho các cụ ở trên đấy. Thì hôm đấy mình đăng ký tham gia cùng và gặp anh Kiên. Cách đây như là năm bao nhiêu anh? 14 năm, năm 2008. Đến bây giờ là 14 năm rồi. Mà gặp nhau cái là... Gặp nhau cái thì gọi là sẽ đánh vào 3 tháng sau là đã tổ chức lễ cưới rồi. Cái chất xúc tác này lạ ghê á. Em muốn hỏi anh Kiên một chút là anh thấy điểm đầu tiên của chị Yến mà thu hút anh nhất là gì ạ? Để anh đưa đến cái quyết định là sẽ lập gia đình. Cái nụ cười và cái tính cách rất là tự tin, cá tính. Đúng, anh nói chị rất sáng. Vâng, em hỏi câu này nó hơi cá nhân một chút, nhưng mà khi đó thì anh có vấp phải sự ngăn cản gì hay ý kiến gì từ gia đình không? Gia đình mình ấy thì có một cái bài là đưa bạn gái nào về là cũng phải phản đối đã để xem là tình cảm cậu ấy sâu nặng đến đâu. Còn nếu mà cậu quyết tâm là đúng là tình cảm sâu nặng thì gia đình hoàn toàn rất là ủng hộ. Vâng, và sau này thì chắc chắn là hai người cũng đã cùng nhau làm được rất là nhiều những cái công việc mà bọn em tin là nó xuất phát từ chính cái tình cảm và niềm đam mê của cả hai. Thế thì cái dàn hợp xướng đa dạng nó ra đời và nó kéo anh chị vào như thế nào? Chị nói em. Em trả lời nha. Dạ. Nói đến dàn hợp xướng đa dạng thì mình cũng như là gia đình mình gửi nhiều tình yêu vào đó lắm. Vâng. Đợt đấy là cuối năm 2018 thì mình có đọc được một cái tin hợp xướng đa dạng tuyển thành viên. Thì cái thông điệp của dàn hợp xướng đa dạng ấy, mình đọc và mình rất thích, đó là tôn trọng sự đa dạng và khác biệt trong mỗi cá nhân. Mình cảm thấy rằng đó chính là cái nơi mình cần đến rồi. Thế sau đó thì anh Kiên đưa mình đi casting và mình đã trúng tuyển. Mình là một người rất là yêu âm nhạc và thích ca hát nha. Thế sau đó thì khi nhận được thông báo trúng tuyển thì anh Kiên cứ hàng tuần đưa mình đi tập thôi. Hàng tuần đưa vợ đi tập. Sau đấy anh có tập cùng không? Anh có tham gia cùng không? Không có khả năng nhiều về ca hát, chỉ là anh chỉ đưa đi thôi. Sau đó có rủ được thêm cậu con trai cũng có lên mẹ hơn. Đấy, phải hỏi thăm Minh nữa đây này. Mình cảm thấy là trong các cái hoạt động gia đình hàng ngày, rồi là trong từng cái chuyển động hàng ngày mà bố mẹ tham gia hoạt động cùng với nhau ấy, thì mình cảm thấy hai bố mẹ có cái gì đáng yêu không? Nhận xét như thế nào? Hai bố mẹ là bố thì lúc nào cũng ở bên mẹ, để cần lúc đỡ gì là bố xuất hiện ngay. Thế là mẹ hay nhường bố, bố hay nhường mẹ? Bố hay nhường mẹ, hai bố mẹ hay nhường. Và... hai bố mẹ nhường. Và nhìn cả gia đình thì lúc nào cũng thấy là gắn bó với nhau. Rất là tươi, cười, vui vẻ. Và Minh này, con thích tham gia hợp xướng đa dạng không? Đã, con rất là thích luôn. Thế cái vị trí của con trong cái dàn hợp xướng đó là gì? Đã, con là trong bè bass, là cái bè trầm nhất. Bè trầm nhất, nghe giọng là biết rồi. Thế còn mẹ thì là ở trong... bè soprano, là bè giọng cao nhất. Là giọng cao nhất. Vâng, và bạn đã bao giờ hai mẹ con song ca với nhau hay là hát cùng với nhau chưa? Rồi ạ, đó là khi mà cái lúc mới vào dàn hợp xướng là hồi đấy là năm con lớp 4. Thế nên là con cũng ở trong bè sốt cùng mẹ. Nhưng sau đến khi mà con lên lớp vỡ giọng đúng là không? Con bắt đầu bị vỡ giọng và thế là con bị chuyển xuống bè bát luôn.
Thế ngoài việc được tham gia cái đàn hợp xướng đó với bố mẹ thì em có đến đó và được học thêm những bài học gì không, hoặc là có thêm hoạt động gì mà mình yêu thích không? Đã có. Em kết được.